Sau khi xem video này, người dân thế giới rơi nước mắt trước cảnh quên mình cứu người của các anh người bộ đội Cụ Hồ và cảnh người Việt đùm bọc nhau trong bão Yagi. Xin chào các bạn thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam, các bạn thân mến. Mấy ngày hôm nay, trên các trang mạng có nhiều hình ảnh về lòng tốt của người Việt Nam gây sốc cộng đồng mạng quốc tế. Mới đây mình xem được video, các chiến sĩ công an quên mình cứu vớt một người bị nước lũ cuốn mạnh thực sự làm tôi cảm động. Dù tình huống vô cùng nguy hiểm, khi dòng nước ào ạt cuốn theo cả sự sống và cái chết, các anh không hề do dự, dũng cảm lao mình xuống dòng sông chảy xiết để kịp thời kéo nạn nhân lên bờ an toàn. Sự dũng cảm và quyết tâm của các chiến sĩ không chỉ thể hiện lòng tận tụy với nhiệm vụ, mà còn là biểu tượng của tình người và sự hy sinh cao cả trong những lúc khó khăn nhất. Hình ảnh những chiến sĩ công an, bộ đội quên mình cứu người trong mưa lũ luôn là biểu tượng đẹp của sự dũng cảm và hy sinh. Tuy nhiên, không chỉ các lực lượng cứu hộ mà cả người dân Việt Nam cũng thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái trong những lúc nguy nan. Câu chuyện hai người lái ô tô che chắn cho một người đi xe máy giữa cơn dông bão hay hình ảnh đoàn xe ô tô tạo thành một bức tường chắn gió để người đi xe máy có thể di chuyển an toàn đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy không chỉ làm ấm lòng người trong nước mà còn gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế, làm nổi bật tinh thần tương trợ và lòng nhân ái của người Việt Nam trong những thời khắc khó khăn. Sau khi xem video người dân Việt Nam bảo vệ xe máy trước gió mạnh của bão, tôi một người Nhật lại nhớ đến video một người Nhật giao pizza bất chấp gió bão mạnh. Đó là tiêu đề bài viết của một anh chàng người Nhật với tên kênh là Rio, được đăng tải lên mạng xã hội cách đây một ngày. NRL đã đưa lên hai video so sánh. Video đầu tiên là hình ảnh những chiếc xe tải lớn của người Việt Nam đang che chắn gió bão cho những chiếc xe máy. Video thứ hai là hình ảnh một người Nhật Bản đang đi giao pizza bằng xe máy trong bão. Sự đối lập giữa hai hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ về tinh thần của hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản. Video tiếp theo là hình ảnh những chiếc ô tô di chuyển chậm rãi, nối đuôi nhau, để che chắn gió lớn cho người đi xe máy khi di chuyển qua cầu được an toàn. Còn rất nhiều video như vậy được lan truyền trên mạng xã hội. Đây là minh chứng sống động về tinh thần đùm bọc sẻ chia của người Việt Nam. Từ những hành động giản dị nhưng cao cả ấy, một lần nữa ta lại hiểu rằng, khi khó khăn ập đến, người Việt Nam luôn đoàn kết, sát cánh cùng nhau để vượt qua mọi thử thách. Điều này không chỉ chạm đến trái tim của người dân Việt Nam, mà còn khiến cộng đồng mạng quốc tế rơi nước mắt. Rất nhiều bình luận của bạn bè quốc tế đến từ Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Brazil, v.v. đã thể hiện sự kính phục trước tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Cụ thể như sau, điều này khiến trái tim lạnh lẽo của tôi ấm áp. Trong xã hội tôi sống, ích kỷ thống trị cả thị trấn. Chúa phù hộ cho những người đó. Tôi thích cách người Việt luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi đã ở đó hôm nay, toàn Hà Nội, mọi người đang giúp thông cây, thông đường. Tôi rất ngạc nhiên trước sự đoàn kết của người Việt Nam. Tôi đã từng đến Hà Nội và thấy ngạc nhiên với tất cả những gì ở đó. Con người, cách sống hiếu khách, phở bò, vịnh Hạ Long và những kỷ niệm đẹp mà họ đã cho tôi. Tôi nghĩ tôi ngưỡng mộ Việt Nam. Lời chào từ Indonesia. Người Việt Nam rất hào phóng và nói chung là người ấm áp. Tôi là một người Hàn Quốc, đã tận mắt chứng kiến cách mọi người cư xử và cảm động bởi sự tử tế và tương thân tương ái của họ. Cả ở Mỹ không ai có thể giúp đỡ chắn gió cho người đi xe máy. Không một ai. Tôi thích nhìn thấy những người khác giúp đỡ nhau, mấy anh tài xế này thật ấm lòng, thấy mà xúc động. Ở Đài Loan, thường gặp rất nhiều sóng thần và động đất, nhưng tôi chưa từng thấy những video về sự giúp đỡ nhau trong thiên tai được chia sẻ. Sự đoàn kết của người dân Việt Nam thật đáng kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được điều này xảy ra ở Vương quốc Anh. Có lẽ họ chỉ cười khi người đi xe máy bị thổi bay. Thật vui khi thấy nhân tính vẫn còn tồn tại. Sống ở Việt Nam hơn 20 năm, sau khi đi nước ngoài, tôi mới thấy được quy chuẩn xã hội Việt Nam mình nó đạo đức và chuẩn mực như thế nào, đẹp đẽ, đáng yêu đến thế nào so với phần còn lại. Tại sao tôi lại khóc? Cảm ơn Việt Nam vì đã cho thế giới thấy điều này. Nhân tính vẫn còn tồn tại. Có rất nhiều sự thù ghét ở Mỹ từ các tài xế đối với người đi xe hai bánh. Bạn có cảm giác rằng phần lớn những người này sẽ để mặc người đi xe máy bị cuốn đi, hoặc tệ hơn, họ sẽ coi đó là cái cớ để đuổi họ ra khỏi đường. Thật tuyệt khi thấy mọi người quan tâm đến nhau vào những lúc như thế này. Một số xã hội nên học hỏi thêm một chút từ họ về việc nuôi dưỡng thái độ. Những con người tuyệt vời sẽ không bao giờ làm điều đó ở Hồng Kông. Người dân sử dụng ô tô, xe tải của mình để cản gió cho người đi xe máy để người dân đến nơi nào đó an toàn hơn. Thật tuyệt khi thấy điều đó. Đó là một cộng đồng biết đùm bọc nhau. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó ở Mỹ. Tôi không nghĩ sự đoàn kết này có thể xảy ra ở đất nước của tôi. Gió sẽ cuốn bạn và chiếc xe của bạn đi xa. Ai đó sẽ nhặt chiếc xe máy của bạn và mặc kệ bạn một mình. Người Việt Nam chiến thắng rồi. Không chỉ là chiến tranh mà còn là trái tim,
khi bạn chiến đấu vì người bạn yêu và được dạy rằng bạn nên yêu đồng bào như chính bản thân mình. Đó là những gì chúng ta nên có như một ví dụ. Đó là lý do tại sao họ thắng, ngay cả trong những cuộc chiến trong quá khứ. Đó là bởi vì họ đã có thứ gì đó để yêu và cần bảo vệ. Lời chào từ Brazil chỉ là một lý do khác tại sao Việt Nam là nơi tôi yêu thích nhất trên trái đất. Tôi đang sống ở đó trong một thời gian và điều đó thật chính xác. Tôi yêu đất nước này rất nhiều, điều này khiến tôi nổi da gà. Tôi đang sống ở Việt Nam và có thể nói rằng mọi người ở đây thực sự rất tốt. Tôi chưa bao giờ đến một đất nước nào đó với những con người tuyệt vời, xinh đẹp và tốt bụng như ở Việt Nam. Video này cảm nhận từ trái tim tôi thực sự rất vui khi xem nó. Giờ mới có cơ hội biết trên hành tinh này mình đang sống, còn có rất nhiều trái tim rộng mở. Tại sao tôi cảm thấy tự hào, tôi thậm chí còn không phải là người Việt Nam. Tôi thề, tôi không biết tại sao nhưng tôi đã khóc, thậm chí tôi đã xem đi xem lại cả tá lần. Bạn trai tôi và tôi đã ở Việt Nam vào kỳ nghỉ năm ngoái và chúng tôi rất thích ở đó. Người Việt Nam rất tốt bụng, là một số người tốt bụng nhất mà chúng tôi từng gặp, từ tài xế taxi kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi, cho đến khi chúng tôi kết thúc chuyến du lịch 1 giờ, gửi đến người phụ nữ đã tặng tôi một túi quà nhỏ sau khi chúng tôi mua đồ, từ cửa hàng của cô ấy, và những người bán hàng thân thiện tại trung tâm thương mại ở Nha Trang. Đó là một khoảng thời gian đáng yêu và không thể quên đối với chúng tôi. Đây mới thật tuyệt vời, người giàu bảo vệ người nghèo ở đất nước Konoha. Nếu xe máy bị hỏng như vậy ở nơi khác, người ta sẽ khinh thường người nghèo. Bạn phải cho mọi người thấy rằng đây là một dân tộc đoàn kết. Vợ tôi là người Việt Nam, vợ tôi nói với tôi rằng, vì chiến tranh kết thúc cách đây không lâu và họ thực sự im tiếng súng vào năm 1995. Người dân đã chiến đấu rất mạnh mẽ và không ngừng, vì dân tộc họ có tình yêu đất nước và đồng bào rất mạnh mẽ. Các quốc gia châu Á có tình yêu cộng đồng đó, điều mà các quốc gia khác sẽ không bao giờ nhìn thấy. Tôi cảm nhận được tình yêu của người Việt Nam thật tuyệt vời. Ước gì cuộc sống hàng ngày mọi người cũng được như thế này, thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Trong nhiều năm qua, tôi đã vinh hạnh được làm việc với nhiều người Việt Nam và họ đều tốt bụng, chăm chỉ và hài hước, thức ăn ngon và phục vụ rất nhanh, nhờ tất cả các bạn. Người ta đã từng chia sẻ video này, nhưng đề cập đến những cô gái bị hai chiếc ô tô đuổi theo, làm tôi nhớ đến cơn bão ở Đà Nẵng năm 2022. Khi tôi đi qua cầu Thuận Phước, gió rất to nhưng ô tô và xe tải chạy chậm lại để che chắn cho tôi trước cơn bão. Tôi đã nói âu vài lần và không nhận ra điều đó khi tôi xem cách ô tô và xe tải che chắn cho người đi xe máy trên cao tốc. Tôi đã rất cảm động. Người Việt Nam ngọt ngào. Đây là sức mạnh tạo nên con hổ châu Á của họ. Có ai xem mà cảm động đến khóc chưa? Tôi bây giờ rất muốn tự nhận mình là người Việt Nam bằng cả trái tim. Xin hãy chấp nhận sự khiêm tốn của tôi. Âu, thật ngưỡng mộ văn hóa của những con người này. Họ giúp đỡ những người lạ, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây, và tôi sẽ không thể chứng kiến điều này ở nơi tôi sống. Tôi không biết đây là nước nào, nhưng con người của họ rất tuyệt vời. Khi bạn đang xem lòng tốt vào năm 2024, bạn sẽ khóc vì điều đó rất hiếm có. Những hành động này khẳng định niềm tin của tôi vào nhân loại và khả năng làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Sự khác biệt giữa cơn bão và cơn lốc là địa điểm xảy ra. Tôi đã đến Việt Nam và thực sự rất ấn tượng với cảm giác đoàn kết của họ. Tôi đánh giá cao điều này. Người dân tử tế thực sự. Ở Pakistan, họ sẽ làm ngơ và bỏ đi. Bạn biết rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào khác, ít nhất là không phải ở hầu hết các nơi. Ở quê hương tôi, Thái Nguyên, lũ về nhanh quá, có gia đình bị ngập lụt khiến 30 tấn gà chết sạch. Trong tình cảnh khó khăn đó, người dân xung quanh không ngần ngại đến giúp đỡ, cùng nhau cứu trợ và san sẻ với gia đình bị thiệt hại. Thậm chí, khi trang trại lợn bị ngập lụt, mọi người cũng nhanh chóng đến hỗ trợ, cứu những con lợn trước nguy cơ mất trắng. Thật sự tuyệt vời khi chứng kiến tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của người dân Việt Nam mỗi khi hoạn nạn. Điều này làm tôi càng tự hào về tình người ấm áp nơi quê hương. Người Việt là tình yêu, sự hiếu khách và quan tâm của họ thể hiện ngay cả đối với người lạ. Điều này chắc chắn khiến tôi rơi nước mắt. Hành động tập thể giúp đỡ nhau thật tuyệt vời. Điều đó xảy ra một cách tự nhiên trong khoảnh khắc, cho thấy họ quan tâm đến đồng bào như thế nào. Bức tường của những chiếc xe bảo vệ người đi xe máy thật đặc biệt ấn tượng. Chúc tất cả họ đều an toàn và hạnh phúc. Âu, điều này thực sự có ý nghĩa to lớn đối với nhân loại và sự quyết tâm của bản thân. Việt Nam, hèn chi họ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Mỹ. Châu Á thì vậy, sẽ không bao giờ thấy điều này ở phương Tây. Chúng ta là một xã hội tan vỡ và đầy kiêu ngạo. Ôi chú ơi, thật ý nghĩa. Ý tôi là tôi cảm thấy tội cho họ vì đã trải qua cơn bão. Nhưng cộng đồng người Việt Nam lại rất tuyệt vời và cùng nhau đoàn kết lại. Đây là lý do tại sao họ chưa bao giờ thua một trận chiến nào trong chiến tranh. Sự đoàn kết của toàn dân không thể nói lên lời.
Việt Nam. Tôi tự hỏi cảnh này có xảy ra ở Trung Quốc không, nơi cơn bão cũng ập đến. Tôi là người Philippines và tôi có rất nhiều bạn bè Việt Nam. Họ tốt bụng, hào phóng và tôi yêu tất cả những người bạn Việt Nam của mình. Thức ăn của họ cũng ngon tuyệt. Ở Tây Ban Nha, nếu bạn đang đi bộ trên đường vào ngày mưa, ô tô đi qua bên cạnh bạn trên vũng nước và làm bạn ướt, mà không dừng lại xem bạn có ổn không. Điều đó đã xảy ra với tôi trong một buổi chiều, có 4 chiếc xe liên tiếp trên một đoạn đường thẳng không ai dừng lại. Tôi đã muốn khóc vì lúc đó tôi không có tâm trạng tốt. Làm tốt lắm, các tài xế ô tô, họ đã giúp người đi xe và không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đó là những bình luận của dân mạng quốc tế. Các bạn có thể thấy hàng loạt ngôn ngữ đến từ các quốc gia khác nhau. Dù không phải người Việt Nam, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ video này. Trong tâm bão Yagi, người dân Việt Nam đã thể hiện rõ tinh thần đùm bọc, tương trợ lẫn nhau. Không chỉ là những khoảnh khắc đầy cảm động đó mà còn rất nhiều hành động khác nữa. Như người dân giúp đỡ nhau sơ tán khi bão đổ bộ, hàng trăm người đã cùng nhau hỗ trợ các gia đình khó khăn rời đến nơi an toàn. Những người có nhà kiên cố không ngần ngại mở cửa đón những hộ dân ở khu vực thấp trũng, giúp họ trú ẩn tạm thời để tránh bão. Theo đó là chia sẻ lương thực và nước uống. Tinh thần tương trợ không chỉ dừng lại ở việc di rời, mà còn thể hiện qua việc các gia đình chia sẻ lương thực, nước uống cho những người bị mắc kẹt hoặc bị mất điện, nước. Người dân cùng nhau nấu ăn, trao đổi thức ăn trong những ngày bão lớn. Thứ ba là lực lượng cứu hộ xả thân. Các lực lượng cứu hộ, bao gồm bộ đội, công an và các tình nguyện viên, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng ra đường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đưa người dân đến nơi an toàn. Họ không chỉ là những người cứu hộ mà còn là những người hùng âm thầm của cộng đồng. Và cuối cùng là tình làng nghĩa xóm. Nhiều nhóm thanh niên đã tự nguyện tham gia dọn dẹp các đoạn đường bị cản trở bởi cây đổ, giải phóng các lối đi sau bão, giúp người dân dễ dàng di chuyển. Các đoàn thể và tổ chức địa phương đã chung tay hỗ trợ người dân trong việc khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà cửa sau khi bão đi qua. Trong cơn bão Yagi đầy khốc liệt, lòng tốt và sự hy sinh của các chiến sĩ công an, bộ đội đã tỏa sáng như những ngọn đuốc soi đường trong cơn nguy nan. Họ không ngại hiểm nguy, dũng cảm lao mình vào dòng nước lũ, đưa bao sinh mạng trở về với gia đình. Cùng với đó, tinh thần đoàn kết và đùm bọc của người dân Việt Nam càng làm rạng ngời hơn nét đẹp của tình người. Những hình ảnh mọi người cùng nhau cứu giúp, bảo vệ lẫn nhau giữa bão giông không chỉ thể hiện sự kiên cường của dân tộc, mà còn làm nức lòng bao bạn bè quốc tế. Bão có thể cuốn đi mọi thứ, nhưng không bao giờ làm mất đi tấm lòng nhân hậu và tình nghĩa sâu nặng của con người Việt Nam. Quân và dân Việt Nam là thứ đó, luôn đồng lòng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn. Người Việt Nam, chúng ta hãy giữ vững trái tim yêu thương như vậy nhé. Tại chỗ các bạn mưa lũ ra sao, lòng tốt nào mà bạn chứng kiến? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này, hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Oh, 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 oh